Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy, hãy tin vào lựa chọn của thầy Park. Bình luận viên Quang Huy cho rằng huấn luyện viên Park Ha-seo sẽ không mạo hiểm với những gương mặt mới ở tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Chuẩn bị cho mục tiêu lấy vé vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 37 cầu thủ lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Có thể dễ dàng nhận thấy chiến lược gia người Hàn Quốc không trao nhiều cơ hội cho các gương mặt trẻ mà tin dùng cho cũ, thậm chí là những cầu thủ đã lớn tuổi như tiền đạo Anh Đức, thủ môn Tấn Trường, Chia sẻ về vấn đề này, bình luận viên Quang Huy cho hay, không chỉ ở lần tập trung hiện tại mà ở nhiều giải đấu khác, thầy Park luôn đạt sự an toàn lên trên hết, thay vì mạo hiểm. Dĩ nhiên, thuyền trưởng từ Việt Nam vẫn tìm kiếm, thử nghiệm một vài nhân tố mới để có sự chuẩn bị cho tương lai. Các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội lên tuyển lần này, khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có bộ khung ổn định, chơi lâu với nhau nên rất hiểu ý. Với giải đấu lớn như vòng loại World Cup, sử dụng cầu thủ trẻ cũng đồng nghĩa với việc dễ mắc sai lầm. Đó là điều mà ông Park không muốn. Thế Park đặt sự an toàn lên trên hết, không thể mạo hiểm khi mà tuyển Việt Nam chỉ có 3 trận đấu với mục tiêu giành 4 đến 6 điểm, bình luận viên Quang Huy phân tích. Giữa thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hàng thủ gần như ít thay đổi với những gương mặt quen thuộc như là Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Trọng Hoàng, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiền Dũng, Văn Hậu. Tuy nhiên, ở đợt tập trung lần này, hầu hết trò cưng của thầy Park không có phong độ tốt hoặc đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Chưa kể Văn Lâm không có trận đấu nào suốt nhiều tháng qua. Theo bình luận viên Quang Huy, thầy Park và ban huấn luyện có sự tính toán kỹ lưỡng nên không quá lo lắng. Bình luận viên Quang Huy nói, Tôi nghĩ là thời gian một tháng trước vòng loại World Cup 2022 giúp các cầu thủ lấy lại được phong độ. Việc một số cầu thủ không có phong độ ở câu lạc bộ nhưng trên tuyển là câu chuyện khác. Riêng Văn Hậu nếu không kịp hồi phục thì lên tuyển cũng là cơ hội tốt để điều trị chấn thương. Còn Đặng Văn Lâm là thủ môn chuyên nghiệp, không thi đấu nhưng vẫn tập luyện chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, nếu Lâm được ra sân 1-2 trận ở giải đấu cúp của Nhật Bản, vấn đề cảm giác bóng, sự tự tin sẽ được giải quyết. Bên cạnh hàng thủ, hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam được đánh giá rất mạnh với những chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League như Văn Toàn, Câu Phượng, Tiến Linh. Ngay cả anh Đức, dù 36 tuổi, nhưng cũng ghi tới 5 bàn trong tổng số 7 trận ở giải hạng nhất. Bình luận viên Quang Huy đánh giá huấn luyện viên Park Hang có nhiều lựa chọn khi hàng tiền đạo hiện tại rất mạnh có phong độ tốt. Cá nhân tôi thấy anh Đức hoàn toàn xứng đáng lên tuyển, được thầy Park trao cơ hội ra sân. Dù có tuổi nhưng đó là mẫu cầu thủ có khả năng săn bàn. Cuối cùng, nhận định về 3 trận đấu còn lại của bảng G, bình luận viên Quang Huy cho rằng UAE là đối thủ đáng quan ngại nhất của tuyển Việt Nam, dù ở lượt đi, đội bóng này thúc thủ 0-1 tại Mỹ Đình. UAE ở đẳng cấp khác, chưa kể có lợi thế sân nhà, tuy nhiên hy vọng là tuyển Việt Nam giải quyết được hai trận gặp Indonesia và Malaysia giành được 6 điểm để chắc suất đi tiếp, bình luận viên Quang Huy nói. Đội tuyển Việt Nam chờ 2 năm để mở cánh cửa World Cup. Thưa quý vị, hai năm trước, tuyển Việt Nam bước tới vòng loại với tư cách là đội chiếu dưới. Lần này có vị thế dẫn đầu cùng mục tiêu chiến thắng. Gần 2 năm đã qua, kể từ trận gần nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, bỏ lại sau lưng những lợi thế xuyên qua 2 năm bỏ trống vì đại dịch, tuyển Việt Nam sẽ đối diện với cả những thuận lợi và khó khăn mới. World Cup bước tiến thiết yếu của thế hệ vàng. Vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á có 12 đội tuyển góp mặt. Đây là vòng đấu cuối cùng trước Cúp Thế giới, sân chơi có đẳng cấp cao nhất bóng đá châu Á hơn cả Asian Cup. Bởi vậy, 12 đội tuyển góp mặt ở vòng này được xem là 12 đội mạnh nhất châu Á. Sau hàng loạt chiến tích U23 Việt Nam, thành tích top 8 châu Á tại Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam hiểu chúng ta đủ sức góp mặt ở nhóm tinh tú. Gần 4 năm ở Việt Nam, ông Park cũng đã chinh phục mọi đấu trường có thể. Đội U23 Việt Nam của ông là Á quân châu Á, hạng 4 ASEAN, vô địch SEA Games, tuyển quốc gia của ông đăng quang AF Cup, tiến sâu tại Asian Cup, tất cả đều là thành tích tốt nhất trong lịch sử. Ông Park và bóng đá Việt Nam chỉ còn một cột bốc cuối, nhưng quan trọng nhất, khó khăn hơn cả, đó là vòng loại thứ ba World Cup. Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam bất phải khó khăn ngay từ khâu bốc thăm. Trong 8 bảng đấu, chỉ 3 bảng, có 2 đội dự vòng loại cuối World Cup 2018. Một trong số đó là bảng G với UAE cùng Thái Lan. Đây cũng là bảng đấu có cả đương kim vô địch Việt Nam và à quân Malaysia, Đông Nam Á. Được còn lại Indonesia cũng là cái tên mạnh nhất trong nhóm hạt giống số 5. Tuy nhiên, bảng đấu càng khó, thực lực của Việt Nam càng được chứng minh. Sau 5 lượt trận, thầy trò ông Park bất bại, đứng đầu bảng với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. So với thời gian đầu ông Park đến Việt Nam, từ Việt Nam ở vòng loại World Cup không có nhiều khoảnh khắc thăng hoa, nhưng ổn định lì lợm hơn và cực kỳ hiệu quả. Ở châu Á, chỉ tuyển Nhật Bản mới có hàng thủ tốt hơn Việt Nam, không so với một bàn thua. Nếu vòng loại World Cup tiếp diễn như kế hoạch hồi đầu năm 2020, Thái Lan, Malaysia hay thậm chí UAE khó lòng cản nổi từ Việt Nam. Nhưng sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ. Từ Việt Nam thay đổi thế nào? Gần 2 năm sau ngày đó, nhiều thứ đã thay đổi. Hai năm trước, thầy cho ông Park chập chữ bước tới vòng loại với tư cách đội chiếu dưới. Còn lần này, ông trở lại với vị thế dẫn đầu. Hai năm trước, vòng loại diễn ra theo thể thức sân khách sân nhà dài ngày. Còn bây giờ, vòng loại gói gọn trong chưa đầy 15 ngày, theo thể thức tập trung ở UAE. Nếu vấn đề của đội tuyển khác là thi đấu xa nhà, vấn đề của tuyển Việt Nam là lực lượng. So với trận gặp Thái Lan hồi tháng 11 năm 2019, tuyển Việt Nam chắc chắn không còn Nguyễn Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng. Đổi lại thầy Park có Lương Xuân Trường, và Văn Đức, Trần Đình Trọng. Hai năm trước, Việt Nam được truyền cảm hứng bởi sự chắc chắn từ hàng thủ trên nền tảng những cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Hai năm sau, đội tuyển phải dựa nhiều vào tuyến giữa và hàng công với các nhân tố chính tới từ Hoàng Anh Gia Lai. Bất lợi lớn nhất của tuyển Việt Nam, đồng thời là thất bại của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua là chúng ta chưa tìm ra lớp kế cận. Trước vô địch tại SEA Games 2019 chủ yếu được làm nên bởi nhóm cựu binh và tuyển thủ hơn tuổi. Một tháng sau danh hiệu này, U23 Việt Nam cho thấy hình ảnh thực đáng lo ngại trên đất Thái thất bại ở U23 châu Á 2020, bộc lộ khoảng trống phía sau thế hệ Quang Hải. Sau thành công liên tiếp của hai lứa U19, bóng đá trẻ Việt Nam chưa thể mang tới những viên ngọc mới. Lứa kế cận của Hữu Thắng gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp các đàn anh. Hai năm qua, trong khi tuổi trung bình của đội tuyển đã tăng gần hai đơn vị, nhưng đàn em vẫn không thể cạnh tranh sòng phẳng với các anh. Khi nguồn cung tự hậu tuyến không còn dồi dào, ông Park buộc phải gọi lại hàng loạt lão tướng như Anh Đức, Bùi Tấn Trường trong danh sách 37 tuyển thủ Việt Nam đợt này. Chỉ 5 người, đủ tuổi khoác áo U22, một tỷ lệ quá thấp Nhóm nòng cốt của tuyển Việt Nam đang ở tuổi 24-28, đến 28, đẹp nhất nhưng không còn trẻ Giống như những gì diễn ra tại SEA Games 2019 Khi Quang Hải, đá kỳ đại hội khu vực cuối cùng, vòng lại tới là cơ hội tốt nhất của lứa cầu thủ này 4 năm nữa, hầu hết đã sấp xỉ, bóng đá Việt Nam sẽ phải chờ rất lâu để có thêm lứa cầu thủ tài danh Toàn lực cho vòng loại World Cup Huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiểu rõ những khó khăn về lực lượng và cơ hội của đội tuyển. Bởi vậy, họ nhiều lần khẳng định vòng loại World Cup là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất, cả nền bóng đá đã chấp nhận hy sinh. VPF thay đổi thể thức V-League giúp ngắn thời gian giải quốc nội, tạo áp lực cho các câu lạc bộ và cầu thủ. Các đợt tập trung đội tuyển vẫn tổ chức dưới ảnh hưởng của dịch bệnh. V-League là giải quốc nội hiếm hoi ở Đông Nam Á, kết thúc trong êm đẹp. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp ở châu Á, tuy Việt Nam vẫn được tạo điều kiện có gần một tháng tập trung dù VPF căng mình xếp lịch cho các câu lạc bộ ở nửa sau năm 2021. Ba năm trước, một đợt tập trung với thời gian tương tự mở đường cho vinh quang Việt Nam tại AF Cup và Asian Cup. Lần này, điều tương tự liệu có lặp lại. So với bốn đội ở bảng G, từ Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi nhất, thầy cho ông Park còn 3 trận, được nghỉ lượt trận mở màn. Được gặp đội không còn nhiều mục tiêu Indonesia, ngay trận đầu tiên ngày 7 tháng 6. Nếu đánh bại đối thủ vạn đảo, Câu Phượng và đồng đội có lợi thế về điểm số và tâm lý lớn trước hai trận đấu với Malaysia và UAE. Bởi vậy, nhiều người tin trận mở màn với đội yếu nhất Indonesia thực ra là quan trọng nhất của tuyển Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tuyển Việt Nam cần 4 điểm, tổng 15 điểm, khép lại cuộc đua tới ngôi đầu. Dù không xếp nhất bảng, 15 điểm là quá đủ để thầy cho ông Park có vé dự vòng loại thứ ba với tư cách nhất bảng hoặc một trong các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tính toán của Việt Nam cũng cần xem xét những thay đổi từ đối thủ, trong khi Việt Nam, Thái Lan tương đối ổn định, UAE, Indonesia, Malaysia đều thay đổi nhiều. Cả ba đội bóng này, nhất là Malaysia, đều nhập tịch hàng loạt cái tên mới, hứa hẹn những sáu trộn lớn trong đội hình. UAE, Indonesia đều có huấn luyện viên mới, đều ở đẳng cấp World Cup. Bởi và Mokwik, Sintayong đều có rất nhiều thời gian với học trò. Thời gian giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng hồi năm 2019, hàn gắn những dặn nứt trong nội bộ nền bóng đá. Trao đổi với Dinh, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng một đội bóng vừa thay huấn luyện viên sẽ là đội bóng rất khác. Đấy là còn chưa nói tới trình độ chuyên môn khát khao chứng tỏ của huấn luyện viên ấy. Xem một cách toàn diện Sinteyong không kế mong Park, huấn luyện viên tuyển Indonesia có bản lý lịch tốt hơn, từng cầm quân tại World Cup. Nếu vượt qua vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử điền tên vào vòng loại cuối World Cup. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.